Nhớ là nghe đây này, thông thường á là các bạn phải sắp làm được đây, làm được khúc này thì mình mới tìm nên thì lấy mấy con này cho tí hoặc là nguyên còn các bạn thì sắp ra thì sắp ra khách mới ăn được nghe chưa. Rồi mình để đâu đâu số con thì thầy nếu muốn sao chụp hình xong thì sắp ra ngay, chụp hình xong thì sắp ra ngay lớp thầu gì chẳng hả. Đây là bọn này. Bút, bút. Đây bút. Đóng luôn. À biết. Nhớ chú ý là thầy chiên lửa nhỏ nha, thầy không có chiên lửa lớn. Muốn mà sau này làm bếp giỏi thì lau sạch sẽ vệ sinh trước ha. Xưa thầy chiên đi lau bàn lau ghế. Ok. Ví dụ như đây rồi thì lao sạch đó ha. Không biết, không biết chưa. Rồi, thế mà các bạn cảm thấy nó gần chín thì mình hãy lên lửa nha. Không phải đâu. Hầu như tất cả món chiên các bạn không nên dùng với miếng dầu. Tôi thấy nó nấu, nóng giấy. Nha. Tiết kiệm của tôi đi. Đó là sao? Tiết kiệm của tôi đây chứ mình đi xe máy khờ mà. Em tiết kiệm bao lâu mà đi được ô tô? Em đi kẹt. Em bắt đi tiết kiệm thôi. À tiết kiệm chưa đâu, tiết kiệm chưa đâu. Mấy bữa hái là một tiết kiệm thôi. Xin mời. Đây là bữa em con bữa. Ông nói mà già cha. Vàng này thì tự đấu với ông. Nó lên vàng là tự gì biết không? Da nó lên vàng là tự gì? Tự gì sao? Bột ngọt và nước mắm. Đi nữa Nhi hẹn chiên giùm thầy dò heo nghe. Còn là thầy công là đi trốn, Nhi nghe né luôn, ngổ vào tay. Được mà, không được. Em nói quen thôi. À, em tí em chiên nghe. Mấy cái này chiên dầu đen nha nó, nên vàng. Dù mấy đi lâu vàng. Gì nữa hiểu không? Đã dùng rồi.
Bây giờ ngoài biết là bằng cái gì được. À, đã. Nhằn dữ vậy. Từ đây. Chi gà chứ làm gì đâu mà nhằn ghê. Đấy. Chi gà chứ làm gì mà nhằn ghê đó. Nghiêm túc chung cái tờ biển Minh Học xin nghiêm túc. Ngưng chưa? Ngưng. Nghe mấy thầu. Chưa. Chỉ tâm tạm chỉnh là được luôn. Giữ luôn, chỉnh chi, chỉnh. Không chỉnh luôn. Này. Bộ mặt của gia đình đó nhá. Bộ mặt của gia đình nè. Mặt tiền đó. Ờ, thằng dành được rồi, em được rồi. Chín giờ, các bạn, chín giờ. Cái tên chín giờ, khó chịu thế bạn. Thì thầy đi ăn cái món này thầy ăn sống hoài quen, quán nhập mấy quán cho ăn sống hoài. Nó, cái loại đó là ăn sống. Nhiều chỗ họ sẽ lục, ở đây mới là họ lục xong rồi quay lại họ chiên nữa. Nó khô hết thịt thôi. Màu đẹp rồi đó. Vô hà. Nái ra kìa, nái ra kìa. Thầy vẫy dầu á. Mấy cái gì nữa rồi? Lớp mì có gì đây là anh cho nhiều xíu rồi. Nhì đâu đây nè. Không có xíu. Thì cái này tốt rồi đúng không nhỉ? Tốt rồi đúng không? Rồi, thấy gà rồi, thấy gà. Nên đường hệ cao, hãy nộp cơ bao nhiêu rồi. Đầy quá. Mình làm màu ở đây có lửa rồi. Quay cút luôn. Phi tỏi à. Nhớ không có làm nóng vậy cứ nữa đó. Bỏ một tô gà luôn đi. Nóng lên tới đây luôn nhau. Bây giờ mình làm gì nữa? Hả? Rồi bây giờ Nga là kêu, Nga kêu bỏ gà vào. Ok, bỏ gà vào. Nhằm như em thì quê đời này người nhận. Số này là của... Ờ, của Thăng làm nè. Đúng. Đây là... Thăng không làm luôn. Em thấy là mình biết được. Rồi mình đánh tan ra, đánh tan sốt nha. Rồi thì mình đổ cánh gà vào. Nhớ đừng có nấu lớn lửa quá ha. Nhiều người cứ nghĩ là sốc lớn lửa là ngon ha. Thì chắc không ngon đâu. Nó không có thấu được đâu. Mình cứ được tầm rồi. Rồi những món nào mà ngoài ngồi ung khói rồi thì mới được lên cho nó ra. Đúng rồi. Bỏ cái salad ở dưới cho nó ra mình xem. Rồi, mình muốn cho xịt xịt. Rồi, lên xíu.
nhớ là người ta em đừng có xào chín quá, chín quá nó sẽ không ngon hả, chín tái vừa tới được nè. Các bạn thích khô nữa thì mình tiếp tục ha, được không? Đây là sốt vừa. Đấy, đừng có thiên nha. Cầm cái cánh này. Ăn rất tiếng mặn đây. Tại vì các bạn luôn đã mất tiếng để nguội, thời gian mất gần một tiếng nữa, tại vì nó nguội mình mới chiên được, nó không nguội á là mình chiên nó nổ và nó sẽ không giòn ha, lâu nhì với tay chân quả. Nó mở dây vô để bó giò. Mấy bạn hay đi massage không? Đây, biết cái nào không? Các bạn phải đánh cho nó tan nè. Chứ nó không tan nữa thì mình ướp mình ăn cái gì mặn ha. Món này thì các bạn cứ làm sẵn ha. Làm sẵn luộc hết một lần nhiều lên. Kệ bỏ. Bỏ tủ. Khách tới thì kêu mình đem chiên thôi. Một tuần nữa. Một tuần ha. Nếu như bỏ đông thì đông. Cứ bỏ đông thôi xả qua thôi. Thầy dạy thì ít nó dạy bỏ lạnh. Ui thầy dùng đâu. Hôm bữa nó lắp lên nhà rồi. Hôm bữa thì chào đi thôi. Chào đi nè. Chào thứ bảy. Anh em có mấy thằng. Ở cái heo đi. Cái này là các bạn có thời gian ướt thì nó thấm mình nó ngon. Lát mình vô đăng ký Facebook rồi trên YouTube trên sao làm chim. Sáng làm đẹp quá ha. Làm đẹp. Rồi, bây giờ xong mình nổ lại ha. Nổ lại. Giảm lại mớ nước rồi. Nãy em bóp làm cái ít nước đó nhé. Nhiều. Ít nước này nó có lại không sao. Nước này tí mình đổ đi được. Ai gì chứ. Ai sao nghe. Tàu ơi. Mai nó lại đi mai nó lại có rồi chào ơi có rồi chào ơi gãy một cái gì có rồi thầy ơi gãy ra.
đi của anh. Mấy món này thì nhanh thôi chứ không. Sao bạn nào thi nó cũng muốn đi phải. Chưa mà. Chưa mà đấy. Cái thấy như mà ông vừa nào ông thi nó chuẩn bị bốn năm cái thi ta một á. Gồm ăn nghe rồi. Được xong được ra rồi. Đấy. Nhóc quá. Rất cùng ngon, nhưng mà lại phải nghỉ lao ngay. Thì bỏ món gì nhanh lộn gì mà. Thì bỏ món gì ra, khỏi làm. Sợ anh cho mình để được sống nữa. Nghe chưa đi. Thấy giờ heo không? Không giờ heo này. Em ăn thôi lớp gì. Yeah, ngon lắm. Thấy lại anh chị. Thôi đợi đi chạy ra chạy đi mua tiếp vậy, em nhớ bụng quá rồi. Mình chạy đây đang bụng. Heo tiếp không? Thấy không? Mới cái nhìn đây của anh tìm được. Không thằng sao? Chưa đây mà thấy tôi nhìn đây rồi. Vậy tao hỏi cánh đi. Vậy ra luôn chưa? Con của em về nhà nó mở quán ở đây nó quán cơm ở trên đường 5 cao nữa. Thì số quy tên co rồi đúng đó. Thầy số quy. Chú ổn định rồi. Chứ vậy em lên làm của Hương nghĩ rồi. Ngày hôm qua bạn em nhờ ảnh theo đi. Qua em bạn cho em nhờ ảnh lấy thịt em buổi chứ. Mua quay lại đi làm biểu nữa hè. Có lẽ đi gần đây. Gần đây mới đỏ. Đây mới đỏ. Dưới mấy đứa đỏ chuẩn thứ bảy sao gần đây mới. Ừ. Ừ. Chưa nhận lời. Chú mua đi. Đi gần đây là bữa thầy đang đi bán trình bãi ký. Đúng rồi, khuyết. Ừ. Không thích. Quen lỗi đi rồi. quen lại lọ đi bác trình bãi cái gì nè cái sao nghe quá gì bác trình thẳng xuống đạn lầy bác cho mình bột cái máy tôm tôm xanh đó bột cái máy vì nó bón gần 4 củ mình thì không được không chứ hả ồ ai bác tôm hùm vừa làm bài lọ bác của tư nhiều lắm nhưng mà tùy theo biển nữa mình đang dòm đi cho rồi sáng đập cảm đạo. Đổ nước vào đây là rút. Bưng đất lên cho chỗ. Rồi. Ai da. Không lấy cục ý á, lấy cục đỏ. Lấy đồng 50 thôi. Lấy cục ý. Đó thôi, mày nhỏ em, mày nhỏ cho. Ủa, sao với bạn? Dạ. Nó trên đấy, mày nhỏ trên đấy. Các bạn có thể bó tròn được, cũng thể gấp như thế này được xem. Đường nào lấy nước ngủ ở đây. Ăn một tiếng rồi lại. Cánh dứa à? Cánh lục chứ hấp. Hấp, hấp là tiếng rưỡi. Thôi lục đi đây, lục cho nhanh. Đổ nước đi. Đổ nước nó vô nào hấp nó. Thank you.
Đi chân hoa em coi cho đẹp. Rồi lau giỏi, dọn ra ăn đi. Lau giỏi đi, lau đi. Ông thầy không dùng gì nữa, để một cái tích nào này thôi. Thank you.
Nhanh đi em ơi, giờ lâu quá em ơi. Trời ngủ đi em. Có. Sao mà không chắc? Bên nào mà chắc được? Bé hãy đi qua đi luôn đi. Bỏ đi cái da bên ngoài thì đúng rồi, mình ngủ lại đi. Còn hậu lắm, đứa mới giàu, cái giàu ngồi nhưng mà giàu có bị, nhưng mà nó không nó đây cái gì vậy? Đây có đây chỉ cái ướt của quốc thôi. Biết bà nghe hết được sao cũng được. Đây, nếu mà vừa thi trúng ngón thì mới được sao mà ra được không thế? Không thi muốn gì? Đâu thi muốn gì đâu, không có thời gian nó bận quá. Thời gian đâu phải làm gì kịp. Mới làm biết thi muốn giờ nó kết cấu rồi. Nên được mất hai triệu nó đi luôn. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ cắt ra. Cái thằng đang đen này giờ mình cắt một dịp đi. Cho nên muỗng bao tay em. Cái thằng đen này giờ mình cắt bỏ hả? Dục đổ kia. Cắt màu gì? Dục gì đổ. Dao này sợ nó không đi ha. Không sao. Để cho mình tháo xương đúng không hả? Đó là con da, con da đó. Con da đó, con da đó, con da đó. Sao đây hả? Dạ. Đây là đấu xương mà. Đấu xương rồi biết đâu mà đâu mà. Cái thân này con trong đờ nổ. Tay thấy rồi, tay em luôn. Tay cầm gái nhiều quá. Quên. Đã ai đó nóng đại. Nóng. Rồi biết. Cầm vô rồi biết. Đó, tức là làm sao mà trong nó còn ướt vậy, nó mới ngọt nước ha. Nó ngon được. Đúng không? Rất là nó được người ta nè. Cắt ra mày ơi, thần lắm. Cái này dễ gì để cắt qua cái đó được. Đây. Đem cho mày vô đám lông của mày cắt thôi. Chít lấy cho lại. Đem lên. Không. Nó gọi là gì đấy? Nó là tập cảm. Tắm mấy nước kia mất rồi. Thế ai thở mấy đứa cười chết. Cười. Em ăn cười. Có bia lắm. Bế vậy. Có bia lắm. Rồi bây giờ mình trả đồ đó mẹ. Đẹp không? Bé muốn chạy luôn. Này có dao cái bánh mì á, à mình cứa được. Lấy dao đó mày, lấy. Cái này mà các bạn để nguội nữa thì nó giòn nữa ha. Cái này để nguội là ngang giòn. Nha. Ở đó cũng được, bể. Bể đây bỏ rồi, dùng. Tao bỏ đi, người ta xí được cắt hàng sau rồi. Đặt tay luôn.
cái gậy nó dài nhất, mà phải đưa dài nó dùng. Màu đen á. Nhớ là thọc mắt ra, đâm mắt đi, không nổ. Giang sát đầu nó muốn khổ lắm. Những gì? Đây là chú bắt chút kia ra đi. Ở chú chút đi cơ ạ. Đây là chú nổ. Đá đũa đâu Trần, đâm sau đâu, hết chú chút.
Làm gì đâu? Làm gì? Giữ cái bạn này. Giữ cái bạn này. Có thể không phải gì đồ khen rất là xa. Rất là mặt cá. Dọn cái nồi đi. Xong tới mình sắp được, mình ra trình bày ra mình sắp được, không sai. Sốc lửa vừa rồi này, đừng có lớn lửa quá. Lớn lửa thì hơi đẩy nó luôn chứ. Đấy hả? Còn dùng nữa, còn dùng nữa, để nó đi, cứ còn dùng á. Để đi. Vừa rồi hả? Sốc cái nó bóng rồi hả? Có gì hết. Tại 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 các bạn. Rồi, tiếp tục mình cho nó. Đáng lại là không cắt còn được, mà tại vì cắt đấy chứ không thấy dưới gì mà. Thank you.